quét ở đây ngày nào cũng đổ cái này ra khoảng nửa bát con. Con nhỏ thì lúc học bài là nó phải cầm cái vợt để bắt muỗi, nếu không thì nó đốt không học được, rất ảnh hưởng đến học tập của con cháu. Muỗi thì có từ rất lâu rồi, ở cái đầm này là nước nó đọng mà nó bẩn, nó nước nó không lưu thông được nên nó ư thì muỗi khỏi phải nói. Cuộc sống thì ảnh hưởng rất nhiều, bữa ăn này cũng nhiều muỗi lắm, mà buổi tối này nhất là trước lúc đi ngủ này sợ lắm, lên phòng bật lên thì không thể chịu được. Phòng chống thì trong nhà thôi, chỉ xịt thuốc, chứ còn ở ngoài đầm mương này thì nó vì nó rộng mà nó không có ai cùng mình làm được cả. Cũng kiến nghị lên rất nhiều rồi nhưng mà không giải quyết được.